Đúng nhận, sai cấm cãi. Trong triều có lắm người suốt ngày lựa theo ý ta, không bao giờ bày tỏ chính kiến của mình, mà nếu cứ như thế thì e rằng... Xin bệ hạ chớ buồn mà tổn hại đến long thể. Thiếp cũng thấy thế, cần phải có cách nào hạn chế hiện tượng này ạ? Loa loa loa! Hoàng thượng có chỉ, mời toàn thể thần dân trong kinh thành đến đây dự buổi trao bảng vàng của đức vua cho người dũng cảm nhất thiên hạ. Loa loa loa! Bảng vàng cho người dũng cảm nhất à? Ôi thích quá! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Tất cả miễn lễ. Hôm qua ta đã lặn xuống biển 20,000 dặm, đánh nhau với cá mập và cướp được chiếc bảng vàng này. Lặn xuống biển, đánh nhau với cá mập ư, tận 20,000 dặm cơ à? Bây giờ ta muốn tặng bảng vàng này cho người nào dũng cảm nhất vương quốc của ta. Làm gì có chuyện đó, khó tin quá. Làm gì có ai làm được thế chứ? Phải đấy, phải đấy. Bệ hạ đã đánh nhau với cá mập dưới đáy biển 10,000 dặm, khó tin quá. Khẽ chứ. Có muốn mất đầu không? Thưa bệ hạ, ngoài bệ hạ ra, làm gì có ai dũng cảm được như bệ hạ. Lặn xuống đáy biển đã khó, lại còn đánh nhau với cá mập nữa, thì thật không ai có thể làm được ạ. Vì thế, thần cho rằng bảng vàng này dĩ nhiên phải thuộc về bệ hạ rồi. Thế sao? Đúng vậy, thưa hoàng thượng, thần cũng thấy vậy. Chỉ có bệ hạ mới xứng đáng nhận tấm bảng vàng này thôi ạ. Các khanh cứ quá lời. Chẳng lẽ không ai ngoài ta dám nhận tấm bảng vàng này sao? Phải đấy ạ, ngoài bệ hạ ra, không còn có ai xứng đáng nhận được tấm bảng vàng này đâu ạ. Thế còn các thần dân của ta, các ngươi nghĩ sao? Bẩm, bệ hạ chính là người dũng cảm nhất ạ. Kỳ con, mau quỳ xuống. Tại sao lại phải quỳ ạ? Quỳ xuống đi con. Tất cả miễn lễ, cho cậu bé kia lên đây. Dạ, thưa bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Miễn lễ. Tại sao ngươi không quỳ xuống? Cha mẹ Thảo Dân vẫn dạy bảo rằng làm người thì phải trung nghĩa, thần không thể nói dối được. Con mình... Thảo Dân không tin bệ hạ có thể lặn sâu xuống 10,000 dặm để đánh nhau được với cá mập ạ. Thằng bé sẽ bị xử tội mất. Ngươi dám không tin lời ta nói sao? Vâng, đó là chuyện không thể tin được ạ. Ngươi không sợ ta chém đầu hay sao? Dạ, có sợ. Nhưng lời nói phi lý của bệ hạ khiến Thảo Dân không thể tin được ạ. Ngươi chính là người dũng cảm nhất. Bảng vàng này là của ngươi. Ôi! Các ngươi thấy đấy. Một chuyện ta phịa ra như vậy, ba quân ở đây chắc chắn cũng biết là không đúng. Vậy sao các ngươi cúi mình uống lưỡi tán dương này nọ? Ta nói vậy cũng có ý nhắc nhở cả những người không tán dương, nhưng sợ này sợ nọ mà im lặng. Thử hỏi, khi triều chính có biến, các ngươi cứ lựa theo ý ta mà nói, mà tấu, mà trình, thì ta còn biết tin cậy vào ai? Ta tuy là quốc vương, nhưng người đời có câu, một cây làm chẳng lên non. Ta cần bên ta là những đại thần trung nghĩa, chứ không phải những kẻ ương hèn, gió chiều nào theo chiều ấy. Các khanh không thấy xấu hổ trước cậu bé 10 tuổi này sao? Thưa bệ hạ, thần trộm nghĩ phút giây này, chúng thần có nói gì cũng là vô nghĩa. Chỉ xin tạ tội với bệ hạ, tự sửa lỗi lầm. Ta hy vọng, mong muốn từ nay, triều đình sẽ không còn xảy ra những chuyện như thế này nữa. Hoàng thượng an minh, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một bước sai lầm. Ồ, xem ra anh ấy cừ khôi quá. Đúng là không hổ danh thợ săn tài giỏi nhất làng ta. Có gì ghê gớm đâu. Chẳng qua chỉ gặp may thôi. Hôm nay tôi không vào rừng thôi chứ. Tôi mà đi săn thì con heo kia đã gục với con tên của tôi, chứ đâu đến lượt cô Rô. Này, Masu, cậu nói thế thì biết vậy. Chứ ở làng này, tài cán của ai thế nào, mọi người cũng biết cả mà. Ông chỉ được cái,
Này, cậu nói như vậy với người lớn tuổi là không được đâu. Cứ đợi đấy, mai kia tôi vào rừng rồi xem. Săn được con heo rừng thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Hôm nay mình quyết chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình. Một lũ chim nó rành thế. Mình đã đi rất sâu vào rừng rồi, sao chưa thấy con thú nào nhỉ? Chậm mất một bước rồi. Con thỏ rõ là béo, quả cũng không dễ. Mình lỡ lời nói sẽ săn được con thú lớn rồi, mà không được thì sao đây? À, con mồi xuất hiện rồi. Đích thị heo rừng, chắc to lắm đây. À, sao lại là... Trời ơi, mình đã gây họa lớn rồi. Phải làm sao đây? Phải trốn thôi, chắc không ai biết đâu. Mấy bữa không thấy mọi người, ác sẽ đi tìm và nghĩ cụ ta hái thuốc trong rừng gặp chuyện thôi. Nhưng mà mọi người ai cũng biết hôm nay mình đi săn. Trời ơi, thế này thì mình không thể về làng được. Chắc chắn cô Rô và mọi người sẽ đoán ra và không bao giờ tha thứ cho mình. Thời gian sau. Đứng lại, ta phải trả thù. Xin tha cho tôi, đó chỉ là tai nạn thôi mà. Tôi hối hận lắm rồi. Tha cho tôi. Tha bạn. Mình phải làm sao đây? Từ ngày bỏ làng ra đi, ngày nào cũng ác mộng ám ảnh. Chả nhẽ cuộc đời của mình sẽ chết rũ ở đây sao? Trời ơi, chỉ còn một cách. Hả? Hồn của chim, xin cụ tha mạng. Con biết tội của con rồi. Con về tạ tội với cụ đây. Cụ sống khôn thác thiên. Ra là cậu Masu à? Là cụ chim thật sao? Người làng ta xưa nay vốn bao dung, đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ chấp kẻ chạy lại. Cậu hãy đứng dậy vào nhà đã. Cũng may lần đó có người tìm thấy ta, và ta đã may mắn qua khỏi. Cụ chim ơi, con ân hận lắm. Chỉ vì quá sợ hãi, con đã rời bỏ làng, vào sâu trong rừng để ở. Nhưng không ngày nào qua đi mà con không bị ám ảnh bởi chuyện ngày đó. Cụ tha cho con. Ta biết đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, nhưng cậu sai hơn là khi quay lưng bỏ đi khi ở trong rừng. Matsu, là ngươi sao? Thật là to gan, đã gây chuyện còn bỏ mặc người bị nạn trốn đi. Thật thất đức và hèn hạ, tôi không thể tha được. Cô Rô, bình tĩnh đã cháu. Chẳng phải ông vẫn khỏe mạnh đó sao? Matsu đã biết hối cải và quay về nhận tội. Ta thiết nghĩ cũng không nên hẹp hòi làm gì. Matsu, cậu biết đấy, làng ta gây dựng lớn mạnh đến ngày hôm nay là nhờ luôn bảo vệ cho nhau, không bỏ nhau khi hoạn nạn. Cậu hãy nhớ lấy cái sai của mình để làm bài học mà sống tiếp. Còn cô Rô, con và mọi người hãy nên rộng lượng và tha thứ cho Masu. Nếu cứ nuôi hận thù thì bản thân rồi cũng chẳng thanh thản gì, cô phải không? Cháu hiểu rồi ông à. Thôi, như ông tôi nói, từ giờ trở về làng rồi, cậu hãy sống đúng truyền thống của làng ta, đừng để phạm sai lầm nữa. Cảm ơn cụ chim. Cảm ơn cậu cô Rô. Món quà từ thiên đường. Gabi, em lại đau à? Mẹ ơi, mẹ lại đau à? Mẹ không khỏe một chút thôi con gái, mẹ không sao cả. À, con có biết mai là ngày gì không? Không ạ. Là ngày kỷ niệm ngày cưới ba mẹ. Vậy thì ngày mai mẹ sẽ mặc váy cô dâu chứ? Tất nhiên rồi con à. Con sẽ đi tìm váy công chúa. Tự nhiên em thấy sợ quá. Hứa với em đừng để con bé biết chuyện nhé. Dạo này em đang khỏe lên đấy chứ? Nhìn em hồng hào lắm, em đừng nghĩ ngợi nữa. Nào, cả nhà cười tươi nhé. 1, 2, 3. Đẹp rồi.
Nhớ hồi mới cưới qua anh à, bây giờ nhìn em già hơn anh lắm. Đâu có, em lúc nào cũng xinh đẹp, thật đấy. Em nghỉ một lát, rồi tối mình ra ngoài ăn nhé. Ba nhìn con xinh chưa nè? Con lấy đâu ra bộ tóc này vậy? Con thấy nó ở dưới sàn. Mẹ ngủ say quá, con thơm mà mẹ không biết gì hết. Gabi, Gabi, tỉnh lại đi Gabi. Chào bé con. Cô Tracy đến nè ba. Em đến rồi à? Con lại vội vĩnh cô làm bánh đúng không? Đâu có đâu ba. Cháu mang cất đi, rồi chúng ta cùng đi chơi nhé. Vâng ạ. Từ khi Gabi mất, nhờ em mà con bé vui hẳn lên. Còn anh thì sao? Liệu chúng ta... Tracy, anh vẫn chưa sẵn sàng. Gabi... Lại là Gabi. Thôi, anh đừng nói nữa. Bánh táo ngon tuyệt. Ngon như mẹ Gabi làm ấy ạ. Con gái, con có muốn cô Tracy sẽ thay mẹ chăm sóc và yêu thương con không? Có ạ. Con rất thích cô Tracy. Cảm ơn cháu. Anh đi lấy xe đây. Hai cô cháu chuẩn bị đồ nhé. Cô ơi, cô lên phòng cháu đi. Đây là phòng sách của ba. Phòng cháu ngay bên cạnh. Cô tết tóc cho cháu nhé. Được rồi, cháu có nơ chứ? Trong ngăn kéo ấy ạ. Anh ấy vẫn giữ những bức ảnh của Gabi. Cô ơi. Ừ, đây, cô thấy nơ rồi. Em ở đây à? Xong rồi đấy, cháu sang phòng trước nhé. Vâng ạ. Anh vẫn giữ những kỷ vật của Gabi sao? Ờ, nếu như em không vui, em đừng xem nó nữa. Người mất cũng đã mất rồi. Nếu đón nhận em, anh có thể vì em mà quên những kỷ niệm xưa đi được không? Anh có nghĩ em sẽ buồn không? Anh chỉ nghĩ là Gabi cũng... Gabi, Gabi. Em đi đâu? Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em không muốn làm cái bóng của Gabi suốt đời. Chương trình Điều Ước Từ Trái Tim hôm nay xin chia sẻ ước mơ của một cô gái đã sang thế giới bên kia. Gửi Sam, khi anh nghe được những lời này, chúng ta đã ở rất xa nhau rồi. Có lẽ anh đã chuẩn bị bắt đầu chặng đường mới. Em sẽ rất vui nếu thấy hai người hạnh phúc. Em muốn tặng hai người một kỳ nghỉ ở Abeirut, trang trại tuyệt đẹp cho các cặp tình nhân. Hy vọng anh và cô ấy sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào. Sam à, người đến sau luôn rất thiệt thòi. Anh hãy làm cho cô ấy vui và cười thật nhiều nhé. Đừng buồn về chuyện của em nữa. Trên thiên đường em rất ổn. Gửi bạn của tôi, cảm ơn vì đã yêu thương cha con của Sam. Hai người hãy hạnh phúc nhé. Cô gái có tên Gabi mong muốn người nhận có một chuyến đi vui, nhiều kỷ niệm, để trân trọng hơn từng giây phút được sống bên nhau. Anh Sam, anh Sam. Tracy, anh đang định đến chỗ em. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên ghen với Gabi. Vừa nãy chương trình phát thanh, cô ấy... Giờ, Tracy à, em đồng ý làm vợ anh chứ? Em đồng ý. Con ngựa mù. Chuyến này hơi thật. Từ nay chuyến nào cũng như chuyến này thì chẳng mấy nhà mình giàu nhất nhì cả trấn này luôn. Khôn hồn thì để lại tất cả của cải vàng bạc xuống, ta sẽ tha cho một con đường sống. Hả? Cướp, cướp. Chạy đi. Dám chạy hả? Chạy đàn chơi. Con ngựa khốn kiếp này, trời ơi, đau quá. Sao cơ? Con ngựa này của ông đã cứu ông khỏi đám cướp sao?
mà có vẻ nó bị thương rất nặng. Ừ, đúng vậy, nó đã lao ra cứu tôi khi những tên cướp chuẩn bị chém vào tôi. Nó đã đá túi bụi vào bọn cướp và đưa tôi chạy xa. Đời ông quả là may mắn, có được một con ngựa tuyệt vời như thế. Nói nó là ân nhân cứu mạng của ông cũng không qua đâu. Đúng vậy, nó là con ngựa anh hùng và tình nghĩa. Cho dù sau này, tôi thề rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt đến hết đời. Này, anh Sáng ơi, dậy ăn đi. Anh Sáng, mày không nhìn thấy gì nữa sao? Sao giờ mày trở nên thế hả? Sao lại trở nên thành mù lòa thế hả ngựa? Làm sao cùng ta đi buôn nữa chứ? Chắc tao phải mua con ngựa khác thay thế mày thôi. Tao phải đi làm ăn kiếm tiền nữa chứ. Còn anh Sang gầy yếu quá rồi, chắc không thể hồi phục được nữa. Mà bắt con ngựa mới này ở chung chuồng với nó thì chật chội. Từ mai, con ngựa mới này sẽ giúp tao đi làm ăn, nên nó cần phải nghỉ ngơi. Mày chịu khó ở ngoài đi. Hey, con ngựa này giờ không còn được tích sự gì nữa. Để nó ở lại chỉ tốn thóc gạo thôi. Hay là tống khứ nó đi cho xong. Có chuyện gì thế? Nhanh lên mọi người ơi, có người đang kéo chuông kêu oan. Hey, trời ơi, vừa sáng trời đã kêu oan gì chứ? Phiền quá đi, chẳng cho ai ngủ ngay cả. Xem ai đang kêu oan kìa. Ôi, chẳng phải con ngựa quý đã cứu mạng lão Lanh Ca đây sao? Ồ, sao nó lại trở nên thê thảm như thế chứ? Tôi đã chứng kiến lão Lanh Ca thề rằng sẽ chăm sóc nó đến hết đời cơ mà. Sao giờ lại ngược đãi, chuồng rẫy nó đến thảm hại thế này? Ừ đúng rồi, lão ta thật phong ơn bội nghĩa. Con ngựa đã giống chuông kêu oan, chúng ta hãy thể theo lệ làng, lấy lại công bằng cho con ngựa này đi. Ơ trời ơi, sao các người lại bắt tôi ra đây? Hãy nhìn đi, con ngựa đã từng cứu mạng ông, bị ông đối xử như thế đấy hả? Sao mày lại quay về đây? Mọi người bình tĩnh, dù sao nó cũng chỉ là một con ngựa thôi mà. Lão Lanh Ca, con ngựa này tuy chỉ là vật nuôi, nhưng lại rất trung thành và tình nghĩa, dám xả thân cứu mạng sống cho ông. Vậy mà ông đã phản bội lời thề, ngược đãi con ngựa đã từng cứu mạng mình. Ông là kẻ bất nghĩa, sẽ bị trừng phạt theo luật làng. Ông ta đáng bị trừng phạt. Trừng phạt ông ta đi. Đúng vậy, trừng phạt ông ta đi. Gà gô và thỏ con. Trời nắng, thỏ đi tắm nắng. À, cứu với, có ai không? Cứu với, có ai không? Cứu với. Hình như có tiếng kêu cứu ở quanh đây. Cứu tớ với, ở trên này con. Thỏ con à, sao cậu lại bị treo ngược lên như vậy? Tớ không may bị dính bẫy của người đi săn. Gà gô, giúp tớ xuống với, nhất định tớ sẽ cảm tạ. Cậu đừng có cử động, nút buộc sẽ càng thắt chặt hơn đó. Để tớ xem nào. À, đây rồi. Ôi, đau quá. Cảm ơn gà gô đã cứu mạng. Từ nay trở đi chúng ta là bạn tốt của nhau nhé. Tớ cũng rất vui được làm bạn với cậu. Chị Cáo, chị tha cho tôi đi. Xin chị mà. Mày nói dễ nghe nhỉ? Tha là tha thế nào? À, phải rồi. Mùa đông đến rồi. Giờ tao đang rất muốn có một chiếc áo lông gà bóng mượt và ấm áp. Mày kiếm được cho tao, tao sẽ tha cho mày. Tôi sẽ nghĩ cách, tôi hứa. Nếu không giữ lời, tao sẽ bắt giết cả họ hàng nhà mày, nhớ chưa?
trời. Phải làm sao đây? Làm sao có thể bỏ mặc thỏ con được chứ? Mình ôi da, đau quá. Đây là chiếc áo khoác kết bằng lông của tôi. Bạn hãy mang đến cho mụ cáo già kia đi. Gà gô, sao cậu biết chuyện này? Tớ tình cờ nghe được. Cậu mau cầm lấy đi. Mình không thể làm thế được. Lần trước cậu đã cứu mình một lần rồi. Nếu thiếu đi bộ lông, cậu sẽ phải làm sao đây? Đừng nói thế. Bạn tốt là phải giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh chứ. Vài tháng nữa thôi, bộ lông của mình sẽ mọc lại. Có khi đẹp hơn xưa ấy chứ. Cảm ơn cậu nhiều. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mẹ, mẹ ơi. Gà gô ơi, tớ đã tìm được bác sĩ gấu đến rồi này. Sao rồi bác sĩ gấu? Bệnh của mẹ gà gô làm sao ạ? Gà gô mẹ vốn sức khỏe đã yếu, kết hợp với thời tiết trở lạnh gần đây nên bị cảm hàn nặng. Bác e là chỉ có một cách. Cách gì ạ? Bác sĩ nói mau lên, phải làm thế nào mới chữa được bệnh của mẹ cháu đây? Gà gô, cháu ra ngoài lấy giùm bác ấm sắc thuốc đi. Dạ. Bác sĩ nói nhanh đi, cách gì vậy thưa bác sĩ? Bác có một bài thuốc gia truyền có thể cứu gà gô mẹ. Cần một cái đuôi thỏ thật dài. Cần cái đuôi của loài thỏ sao? Cảm ơn bác sĩ gấu đã chữa khỏi bệnh của tôi. Mẹ, cháu cảm ơn bác sĩ đã cứu chữa khỏi bệnh cho mẹ cháu. Cháu nên cảm tạ người bạn tốt của mình. Nếu không có cậu ấy thì thuốc của bác chắc cũng không ăn thua đâu. Là sao ạ? Chính nhờ thỏ con đã không ngại ngần hy sinh chiếc đuôi dài của mình để cứu mẹ cháu khỏi cơn bạo bệnh. Ôi, thỏ con! Thỏ con! Thỏ con ơi! Thỏ con! Thỏ con! Thỏ con, sao cậu phải làm vậy chứ? Tớ và mẹ phải làm sao để trả ơn cậu đây? Không, cậu đã cứu mạng tớ, đã hy sinh cho tớ rất nhiều. Cái đuôi của tớ có đáng gì đâu. Nhưng giờ, trông tớ xấu xí thế này, cậu và mọi người còn muốn chơi với tớ nữa không? Không đâu thỏ con à, cậu là người bạn tốt bụng, xinh đẹp nhất mà tớ từng biết. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.